Hello, welcome to my channel, Gameplay Mobile. Hôm nay mình sẽ chơi Om Nom Run này, hotel. Mình chơi Om Nom chơi nhá. Bay vào một thế giới khác. Ăn 500. Ăn cục 500 này là mình hút được rất là nhiều đồ ấy. Rất là nhiều tiền. Trời, đâm rồi. Hoàn thành lượt nhiệm vụ rồi. Đấy, mình lên xếp thứ nhất rồi nha. Đứng thứ 1 luôn. Mình sẽ chơi lại một lần nữa. Hoàn thành lượt nhiệm vụ rồi. Cái các bạn sau là những tốc độ rất là cao. Đây rồi. Nhiệm vụ ăn 10 cái mình mới được 2 cái. Đây là cái nhiệm vụ. Bày qua mất rồi. Một cái nữa đấy. Chui xuống đấy. Đây thôi. Bay ra ngoài trái đất. Nhiều tiền quá. Nhiều tiền, nhiều tiền. Đi, 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 đi. Lại tiếp tục. Chúng ta mới ăn được có 4 cái. Một cái nữa rồi, lại mất tờ. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mình chơi lại một lần nữa nhé. Tốc độ chạy khá là nhanh. Nhân đôi số điện. À đây rồi, một thẻ đây. Lướt qua. Một thẻ nữa đây rồi. Đây đây, một thẻ đấy. Nhảy lên, nhảy lên. Đi lên tàu. Mình vừa bỏ qua một thẻ rồi. Bỏ qua một thẻ nữa rồi. Mình sẽ không bay lên. Trời ơi. Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Để qua bàn. Được 5 thẻ rồi các bạn. Khó nhằn đấy, chơi lại lần nữa. Một thẻ kia rồi. Một thẻ nhân đôi số điểm. Một thẻ nữa rồi. Chưa. Rồi bất thì mình đi trên thẻ dưới xuống. Mình bỏ qua mất một thẻ rồi. Một thẻ nữa. Có vẻ như hôm nay mình chưa vượt qua được rồi. Mình sẽ đổi trò chơi khác. Mình sẽ đổi trò chơi này đi.
Yêu cầu là tìm 20 vàng, 20 đỏ, 15 tím. 20 đỏ, 15 tím. Đọc được 10. Cái này thì cứ hai cái cho nên mình sợ, mình chạm tay vào này. Mình sẽ ăn được. Đỏ đã hoàn thành này. Vàng đã hoàn thành. Thiếu tím nữa. Tím còn thiếu một tí nữa. Vậy là mình đã hoàn thành. Chiến thắng. Trông bao giờ vui sướng này. Rất là vui sướng. Tăng sức mạnh. Yêu cầu của mình này là 20 vàng, 20 tím và 20 xanh, à 15 xanh. Đây, bom. Cho bom đổ cái này. Đổ quá rất là nhanh. Đã hoàn thành nhiệm vụ luôn. Sẵn sàng. 3 sao. Yêu cầu là 3. Lấy được 3 cái hộp, 3 cái gói này này. Và 30 viên màu vàng. Mình đã lấy được 2 gói rồi, 3 cái túi rồi. Hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chuyển sang game khác nhé. Game này đi. Các bạn thích màu gì? Mình sẽ chọn màu xanh. Và màu này được không? Mình sẽ chọn màu này. Rất đẹp. Chúng mình tiếp tục chơi. Ôi xin, mất mẹ rồi. Bắt qua đây. Hiện tại con kia đi. Bắt qua đây, nhảy lên đầu nè. Nhảy lên đầu nè. Đầu nè.
Ready? Này. Nên là trò chơi đi cà kheo. Đấy. Bước cẩn thận, không ngừng nhẽ. Đặt chân lên cao, đặt chân lên cao. Để là sang được bên kia. Sang được bên này. Em được làm đồng. Tiếp tục đi tiếp. Chúng ta sẽ qua cái cầu này. Nhẫn rồi. Sẽ chơi lại. Đi lại. Tiếp theo đây là mình qua sông chơi thả xe, con cá này nó sẽ lên cắn mất que của mình để bước sang được nhanh. Ôi trời, mẹ mất rồi, mẹ chơi lại hình nữa. Mình đi tiếp nào. Ôi mẹ rồi. Đi lại lại bước nhỏ thôi, bước thấp để đến đây là mình có thể bước sang đây, và mình bước sang đây để con cá nó không cắn được mình. Về đi, chiến thắng, hoàn thành nhiệm vụ. Viên đá đi làm thân nó ngã. Bây giờ mình sang bên kia kiểu gì nhỉ? Bước vào cánh quạt này. Thôi, ngã. Chơi lại. Bước vào cánh quạt. Bước sang cánh quạt. Bước sang đây này. Bước sang đây này. Cẩn thận ngã. Bước đi này, bước cẩn thận này. Đúng ra. Bước sang cánh quạt. Bước sang cánh quạt này. Bước sang này. Bây giờ mình bước sang. Đi lại lần nữa. Không bỏ cuộc. Bước ra, bước cẩn thận. Bước sang. Bây giờ chạy ra đồ 5 đồng ấy đi các bạn. Bây giờ bước sang. Bước sang cái quạt. Ôi ôi vướng rồi. Không bước được. Không bước được. Ôi trời, mình bay qua luôn. Bay được qua luôn. Ây da, cẩn thận không bị nó chích nha. Ôi sợ. Cẩn thận với cái nào này.
And then another tick tail. Yep, where I'm gonna go now. Sunday. Dig at that. Ready? Yay! Chuyển sang một game khác nữa nhé. Mình sẽ chuyển sang game này. Thì tránh ra. Không là bắn vào mình.
Hôm nay mình sẽ chơi những trò chơi mang tính hành động. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào các trò chơi sau.